Chào, mình là Thành Nam. Mình là Gia Trinh. Và đây là Tiên Sĩ Channel. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại trong số 3 công nghệ. Ngồi cạnh mình hôm nay thì không phải là bạn Nghĩa giấu tên nữa. Bạn Nghĩa đã xuất hiện quá nhiều rồi. Chúng ta cần một cái sự mới mẻ hơn. Đấy là bạn Trinh. Vâng, và hôm nay mình rất vui khi có mặt tại TNC Channel trong số 3 công nghệ. Đấy, và chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Vào luôn những câu hỏi cho nóng em nhỉ? Ok anh. Và trong suốt một tuần qua thì mình đã nhận được rất nhiều những câu hỏi đến từ các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi từ bạn Chính Nghĩa. Lại một bạn Nghĩa. Câu hỏi có nội dung như sau. Anh ơi, nếu như laptop có CPU AMD và GPU NVIDIA thì khi chơi game, máy sẽ sử dụng GPU nào để chơi game? Vì em có nghe nói là về việc GPU AMD khá mạnh nên em sợ máy chỉ dùng card mà lãng phí card còn lại. Ý bạn ở đây là sử dụng duy nhất là cái GPU tích hợp của CPU AMD để chơi game và sẽ phí đi cái GPU còn lại của NVIDIA. Vâng. Thì mình sẽ trả lời các bạn như này. Không, mỗi bạn thôi chứ. Em câu hỏi. Em chỉ hỏi thôi. Mình sẽ trả lời là chắc chắn sẽ không gây ra cái tình trạng lãng phí. Bởi vì là nếu mà không có tác dụng nào thì không ai cho vào cả. Cho vào kiểu bị thừa đúng không? Vậy thì cái cơ chế hoạt động sẽ là như nào? Thì ở trên desktop, nơi mà mọi thứ có những cái đầy đủ, mọi người có thể bất cứ một mẫu card đồ họa nào. Và chắc chắn mà sẽ hoạt động luôn. Thậm chí là mọi người có thể chọn được luôn cái GPU mà mọi người mong muốn. Còn với trên laptop thì câu chuyện lại khác, bởi mọi thứ đã được tính toán và lập trình sẵn. Ở chế độ mặc định thì cần đến đâu làm đến đó, tức là đến từ 1 đến 10. Việc nào nhẹ thì GPU yếu hơn sẽ hoạt động, và khi nào nặng thì GPU mạnh hơn sẽ hoạt động. Nó giống như kiểu tiền trong ví của em vậy. Bình thường khi em ra đổ xăng 30.000 thì em sẽ rút ra tờ 50.000 hay tờ 500.000? Tờ 30.000. Không có tận 30.000, tận 50.000. Chúng ta sẽ cần đến đâu, nó sẽ tiêu đến đấy. GPU hoạt động, nó cũng giống như tiền đó. Và mình sẽ chia sẻ thêm một số thông tin ngoài những cái câu hỏi của bạn ra, là việc chuyển đổi lại giữa hai GPU sẽ diễn ra tự động, giống như việc là em đi mua một cái món quà trị giá khoảng 400.000. Em sẽ không thể móc ra một đống những cái tờ 10.000 được, em phải móc ra một tờ 500.000 hoặc là hai tờ 200. Và việc đấy nó tự động ở trong cái tiềm thức rồi, thì GPU sẽ tích hợp tất cả thứ bên trong. Cả BIOS nó sẽ điều khiển cái câu chuyện đấy. Thì khi mà chúng ta chơi game, mọi người sẽ nhận ra ngay là có những lúc FPS cực kỳ cao, nhưng đùng một quả cái phần mềm bên trong bảo là thôi, cái card này không được hoạt động, lấy cái yếu hơn lên. Thì GPU của các bạn ấy, nó sẽ sử dụng cái GPU tích hợp, FPS các bạn sẽ thấp đi do cái sự phối hợp nó không nhịp nhàng. Vì thế ở trên cái dòng laptop đời mới có một tính năng gọi là Max Switch. Tính năng này sẽ giúp cho người dùng giống như ở trên desktop có thể lựa chọn được cái GPU nào mạnh hơn để có thể làm việc, và qua đó cái trải nghiệm khi chúng ta chơi game cũng sẽ tốt hơn. Oh wow. Cảm ơn những chia sẻ của anh Nam rất tận tình. Và em còn thấy là các bạn cũng có rất là nhiều những câu hỏi khác, để em sẽ lựa chọn một vài câu hỏi cho anh nhé. Em thấy có một bạn có một cái tên rất là lạ, bạn Mountain Chicken. Và bạn có hỏi là, bạn có hỏi tại sao laptop của em có card MX350 với Core i5 đời 10 dòng U 8GB RAM mà chơi game với làm việc mà rất là lag, trong khi đó thì laptop của thằng bạn dùng có Core i5 13500H 16GB mà em đã thấy nó làm gì cũng mượt, kể cả chơi Liên Minh. Chẳng nhẽ laptop có card rời lại thua laptop không có card rời à anh? Nghe qua cái câu hỏi của bạn thôi, mình đã cảm thấy bạn đã có một sự kiểu bức xúc ở trong người. Kiểu tại sao tôi đầu tư như thế mà không bằng bạn? Hãy cùng phân tích một chút nhé. CPU của bạn là dòng gì? Dòng U ạ? U ở đây là Ultra Low Power, tiết kiệm điện. Và GPU NVIDIA MX350 cũng là một dòng tiết kiệm điện có hiệu năng trung bình. Và laptop của bạn có 8GB RAM, nói chung là cơ bản. Thì trong khi laptop của thằng bạn bạn 13500H, H ở đây chúng ta có thể gọi là, anh em có thể gọi là high power, nhưng mà thật ra nó là high performance. Dùng GPU tích hợp là Intel Iris Xe và 16GB RAM. Đó. Khi mà nhìn vào những cái thông số như vậy thì riêng về cái phần CPU thì thằng bạn bạn đã thắng một cách triệt để. Còn về cái GPU thì Intel Iris Xe soi MX350 thì sẽ kém khoảng từ 20-30%. Tuy nhiên, RAM của bạn là ít hơn hẳn khi một bên 8GB, một bên 16GB. Laptop của em, anh nhớ là em đang dùng con Surface khá cổ. Nó phải cổ hơn cả những gì mà anh đã có thể tưởng tượng được.
Vâng, đúng rồi ạ. Em đang dùng một con Surfix cũng rất là lâu rồi của mẹ em. Em chả làm được gì ngoài việc là soạn thảo văn bản, lướt Facebook, mà lướt Facebook đôi khi còn lag cô anh ạ. Bởi vì là cái mẫu laptop đấy là CPU Intel Core i5 7 có 2 nhân tích kiệm điện và bao nhiêu RAM? 8 đúng không? Em không nhớ chính xác, hình như là 8 anh ạ. Đấy, dùng bình thường còn lag thì cái sự tiết kiệm điện ở đây là khi các bạn đang sử dụng ấy, máy chỉ đạt được hiệu năng cao trong một khoảng thời gian rất ngắn, sau đó là hạ xuống hiệu năng trung bình trong suốt thời gian còn lại khi mà chúng ta sử dụng. Nó giống như một câu chúng ta bảo là chưa ra đến chợ đã hết tiền. Còn máy của thằng bạn bạn thì là một mẫu CPU hiệu năng cao, có thể duy trì phong độ trong thời gian dài, và việc nhiều RAM hơn cũng mở được nhiều tác vụ hơn. Và do có nhiều RAM ấy, thế nên cái GPU Iris Xe cũng được hưởng ké cả hiệu năng, và kết quả là trong cùng một tác vụ trong thời gian dài, máy của thằng bạn bạn sẽ hiệu quả hơn. Có thể trong thời gian ngắn máy bạn cũng nhanh đấy, nhưng khi mà từ 1 đến 2 tiếng hoặc thậm chí lâu hơn, máy của thằng bạn bạn nó hiệu quả rất nhiều. Bởi vì thế chúng ta đừng bao giờ coi thường người khác, phải thử thì mới biết được. Chúng ta sẽ cùng sang một câu hỏi tiếp theo. Lúc nãy thì là câu hỏi liên quan đến cạc, và bây giờ cũng sẽ là một câu hỏi liên quan đến cạc. Đó là câu hỏi của bạn Tuấn Hưng. Bạn có nói là khi mà bạn chơi game thì dùng một cái cạc khá yếu, có thể nói là rất yếu, thì bạn ấy cắm thêm một cái cạc thì có cải thiện được hiệu năng hay không, hay là vẫn như thế ạ? Cắm thêm một cạc à? Hôm nay hơi nhiều cạc. Mình nghĩ ở đây có thể là bạn đang dùng một mẫu cạc A và bạn muốn cắm thêm một mẫu cạc A nữa. Bởi vì em biết nó giống gì không? Đam mê cái bộ môn ngã đồng, ta gấp đôi ở đó. Một cạc yếu quá, ta mua thêm cái nữa để gắn vào. Ui trời ơi, một. Được, 10 điểm lý thuyết đấy. Thế nhưng mà cạc đồ họa yếu, người cắm thêm một cái nữa nó cũng kiểu đâu có mạnh hơn, bởi vì mọi thứ nó không hoạt động được như thế. Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cái cơ chế hoạt động khi mà chúng ta chơi game đi. Thì khi mà các bạn chơi game ấy, CPU sẽ lấy dữ liệu từ ổ cứng, vẽ vời các thứ, sau đó truyền xuống cho GPU để GPU tô hình ạ. CPU của bạn vẽ được nhiều hình, GPU của bạn cũng tô được nhiều hình, thì chúng ta sẽ có cái FPS cao. Khi mà GPU của bạn ấy tô không kịp những gì mà CPU đẩy xuống, thì khi đấy cái mức FPS của chúng ta nó sẽ không cao được hơn nữa. Và GPU yếu thì bạn nên thay một cái GPU khác mạnh hơn. Giống như việc là bây giờ các bạn đang có hai thằng yếu như nhau, các bạn mang về thì hai thằng yếu có thể làm được công việc gì? Hay một cái ví dụ điển hình hơn đi, em có thể đếm từ 1 đến 5, trong khi yêu cầu của em là đếm từ 1 đến 10, em mang về một bạn khác cũng đếm từ 1 đến 5 thì kết quả vẫn sẽ chỉ là từ 1 đến 5. Chính xác, đúng vậy. Nó không khác gì về phần cái hiệu quả, trong khi đấy mình lại tốn tiền để tìm về hai bạn đếm từ 1 đến 5. Em hãy hiểu cái giá trị bản thân mình nhé. Bởi vì là hai cạc đồ họa khi mà chúng ta cắm vào đây, cắm hai bên này, thì nó sẽ không thể hoạt động được, bởi vì nó quá là rời rạc. CPU sẽ lựa chọn một trong hai cạc đồ họa để có thể gọi là giao việc xuống để sử dụng. Để cạc đồ họa có thể liên kết với nhau là CPU ra lệnh phát và cả hai có thể làm việc được, thì cần những cái giao thức kết nối. Với NVIDIA thì có SLI và NVLink, còn AMD là Crossfire. Với AMD thì gần như hãng đã bỏ cái Crossfire rồi. NVIDIA cũng đã bỏ SLI trên những dòng đời mới và chỉ còn NVLink. Nhưng NVLink chỉ có trên những cái dòng GPU cao cấp. Mà dòng cao cấp mà không đáp ứng được nhu cầu của bạn thì bạn vui lòng đợi thêm từ 1 đến 2 năm nữa để có thể ra mắt thêm những mẫu cạc mạnh hơn. Sử dụng thì cái đấy nó hiệu quả hơn. Đây, chuẩn không? Chuẩn anh ơi. Còn nếu như đơn giản nhé, cạc của bạn yếu, mình sẽ lấy ví dụ về RTX 2060 đi. RTX 2060 cũng ở trên thị trường khoảng 3 triệu. Các bạn định mua thêm một em nữa là bao tiền? 6 triệu liền ạ? Là 6 triệu, đó. Và chúng ta hãy cầm 6 triệu đấy đi, mua một em RTX 2070 hoặc là RTX 3060 Ti cũ. Tất cả vấn đề của bạn đã được giải quyết. Xin cảm ơn anh Nam rất nhiều về những chia sẻ hôm nay dành cho các bạn đặt đến câu hỏi cho TNC Channel. Và bây giờ cái câu hỏi thì cũng đã hết rồi. Nếu như mọi người có thêm những cái câu hỏi nào thì đừng quên để lại ở ngay dưới mục bình luận video để chúng ta có thể thảo luận. Hoặc là anh em nào gấp quá không đợi được thì hãy vào ngay group Nghiện Build PC. Trong đấy thì có rất nhiều những cái bạn am hiểu về máy tính có thể trả lời cho những câu hỏi của bạn. Trừ việc là 10 triệu kiếm đâu ra kiểu RTX 4080 thì không có đâu. Hiện tại chúng mình đang có rất nhiều những cái bài viết và những cái phần quà trong cái group Nghiện Build PC. Mọi người nhớ tham gia để có thể nhận thêm những phần quà và cải thiện thêm về mặt kiến thức nhé.
Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.